cô gái Đắk Lắk được ví hoa hậu bán xôi, cười duyên giọng ngọt khiến người mua ngẩn ngơ. Em tên Dung ạ. Dạ tầm 6 giờ lại em tới đây em bán. Tiếng này là tiếng của miền Tây Nguyên này đúng không? Dạ em ở Đắk Lắk. Trước giờ có tham gia cuộc thi nào không? Dạ không ạ. Nghĩa là không tham gia cuộc thi sắc đẹp nào hết hả? Dạ đúng. Nhưng mà người thấy là chắc là thấy bạn này bán xôi xinh quá nên là đặt biệt danh là hoa hậu. Nhằm sắc đời thực nét hơn cả app, bán hàng mưu sinh nhưng dân tình chỉ khuyên khi sắc đẹp. Trên app. Em dễ thương quá trời, em ăn cơm chưa? Thương quá ta. Trời ơi, em ở ngoài đời em đàng hoàng lắm, em nói thiệt luôn á. Ai mà gặp em ngoài đời rồi ngoài thích em liền. Đẹp người đẹp nết, để xe bán xôi từ 5 giờ sáng vẫn lo làm thiện nguyện. Cái này mình dậy sớm hơi cực xíu thôi. Giờ em đi bán về xong rồi em bắt đầu vo gạo, ngâm nếp xong rồi sáng 3 giờ sáng dậy mới hấp xôi đi bán luôn. Ngày Vu Lan, ngày rằm lớn em làm xôi xôi chay. Em có đi phát cho mọi người lang thang ở đây, xung quanh đây nè. Tầm 300-400 phần cũng có. Nếu mà ít thì tầm 100 phần thì trưa lại là em bán xong là em đi ship cho mọi người làm ngoài đường ấy. Ví dụ mấy cô quét rác nè, mấy cô bán vé số này là cho mọi người ăn trưa luôn. Những ngày qua, dân tình thi nhau truyền tay loạt khoảnh khắc một cô gái bán xôi ở Sài Thành sở hữu nhan sắc nổi bật thu hút bao người đi đường. Cụ thể, cô gái tên là Ngô Dung, sinh năm 1996, quê Đắk Lắk, xuống thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề bán xôi xéo cùng các anh chị em trong gia đình. Chính ít được chú ý hơn cả bởi diện mạo xinh đẹp. Phần đông những người đến mua xôi đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô gái này, thậm chí còn ví von nhan sắc của cô không kém gì hoa hậu. Với gương mặt khả ái, làn da trắng sáng và nụ cười duyên, cô gái bán xôi khiến hầu hết những người đến mua hàng đều phải suýt xoa. Không những thế, Ngô Dung còn tạo được ấn tượng với người mua hàng bởi chất giọng ngọt liệm, nhẹ nhàng, bắt tai. Những màn trò chuyện xưng hô dạ vân ngọt xớt của cô gái bán xôi khiến nhiều chàng trai mê mệt khi có dịp đến mua hàng. Đáng nói, khi xem qua kênh tấp tấp của cô gái bán xôi, ai nấy đều phải công nhận nhan sắc đời thực của cô còn hút mắt hơn cả hình ảnh đã qua app. Trong những khoảnh khắc do người qua đường ghi lại, Ngô Dung nổi bật với gương mặt sắc nét cuốn hút bất chấp cả camera thường. Kết thúc một ngày buôn bán mưu sinh vất vả, chính X cũng khá chăm chia sẻ những video bắt trend trên tấp tấp và nhận được sự chú ý không nhỏ. Theo như Ngô Dung tiết lộ, cô thường thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để nấu xôi chuẩn bị cho việc buôn bán. Ngoài công việc bán hàng, cô nàng cũng thường livestream trên tấp tấp để giao lưu. Tuy rằng buôn bán mưu sinh vất vả nhưng Ngô Dung vẫn dành thời gian nấu thêm xôi để làm thiện nguyện. Cụ thể, 9X tiết lộ có ngày cô phát 300-400 phần xôi cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hành động đẹp của 9X được nhiều người khen ngợi và cũng nhờ được mọi người biết tới mà mấy ngày gần đây hàng xôi của Ngô Dung đột nhiên đông khách hẳn. Sự xuất hiện của Ngô Dung khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh lưu